À, xin chào cả nhà, xin chào các anh em. À, hôm nay tôi chia sẻ về một cổ phiếu mà gọi là mạnh nhất trong dòng bất động sản, đó là cổ phiếu DIG. À, đây là một cổ phiếu mà à, trong thời gian vừa rồi à, rất là nhiều à, anh em à, nói về cổ phiếu này và đây là cổ phiếu mà đã có được những cái lợi nhuận rất cao à, trong những chu kỳ trước, ừ, trong chu kỳ trước à, lợi nhuận rất là cao và trong chu kỳ tới này à, cổ phiếu này cũng là một cổ phiếu mà đem lại lợi nhuận. À, cao cho nhà đầu tư. À, thì cổ phiếu này cũng đã là có thời gian à, tích lũy à, khá dài. À, à, từ tháng 8 cho um, đến hiện tại là là tháng 3 là khoảng à, 6 tháng. Và trong thời gian à, thì, à, thị trường chung VN à, tăng giá à, à, thì cổ phiếu này vẫn là đi ngang tích lũy à, và tích lũy chặt. Các bạn hãy xem đây khối lượng à, ở đây là à tích lũy rất là chặt. À, khối lượng là cạn kiệt, à, không có nguồn cung và những biến động ở đây là biến động rất chặt, biên độ hẹp mà sẽ à, biết là đi ngang và thường thường cổ phiếu à, trước khi tăng thì thường là rũ bỏ à, hầu như là 7-80% phần trăm là cổ phiếu cần phải rũ bỏ trước khi tăng à, à, để trong trường trường hợp mà đi ngang này là có những nhà đầu tư nhỏ lẻ đu bám nhiều à, mà trước khi cổ phiếu tăng thì cần rũ bỏ để rũ bỏ những nhà đầu tư là non kém kinh nghiệm à, sẽ à, vi phạm các lỗ thì sẽ cắt lỗ và, và sau đó thì à, tổ chức mới đẩy giá à, đó là là thủ thuật trong À, kéo giá của à, tổ chức. À, đây là lần đầu tiên à, rũ giá. Sau khi tích lũy thì rũ giá lại về vùng biên dưới, à, biên dưới. Sau đó là à, ở đây là khối lượng thấp à, rũ với khối lượng thấp. À, sau đó phục hồi à, dòng tiền vào. Ngày đây là dòng tiền vào và bắt đầu rũ lần thứ hai. À, rũ lần thứ hai là rũ lần tiếp theo để còn sót những nhà đầu tư nào đeo bám thì là rũ à, lần thứ hai để mà cảm thấy là, là chán nản và à, thoát ra khỏi thị trường. À, và các bạn hãy nhìn phiên rũ thứ hai à, à khối lượng thấp hơn những phiên rũ trước đó và khối lượng cạn kiệt và về lại biên dưới à sau đây đây là những phiên dòng tiền đã kết hợp là thứ nhất và sau đó à, không còn nguồn cung thì bắt đầu à, kéo lên à với khối lượng tăng giá tăng mạnh đây là phiên mà khối lượng tăng giá tăng mạnh bắt đầu à, vượt khỏi phiên này à. phiên ngày à, ngày 3 tháng 25 ngày tháng 3 là phiên giá tăng mạnh khối lượng tăng mạnh và hôm nay là thị trường chung giảm cho nên tôi cũng à, không dám mua nhiều và chỉ mua một phần à, cổ phiếu này ở giá là à 28.6 à 28.6 đến 20 à à 28.7 và sau đó là cổ phiếu à, chỉ và phiên sau là cổ phiếu à, thị trường chung giảm mạnh và tôi không gia tăng thêm kịp và chỉ có một phần cổ phiếu này. Và hiện tại cổ phiếu này à, đang có được lợi nhuận là khoảng à 13 14%. Và có thể cổ phiếu cổ phiếu này tích lũy đi ngang vùng này và tiếp tục hướng lên à, xin cảm ơn các nhà đầu tư